mệt nhiều quá. Xin chào Su, hôm nay Su làm gì vậy? Bữa nay hôm Su làm gì? Bữa nay vậy á. Su vẽ gì vậy? Su đi Su, Su xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Nhìn vào màn hình. Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm gì? Hôm nay mình tô màu. Tô màu. Gì xấu gì trời. Nè.